Xin chào các bác, chào mừng các bác cùng quay trở lại với kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Đầu xuân năm mới, em xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn và nhiều thành công trong năm mới ạ. Video hôm nay em tiếp tục chia sẻ với các bác về cái cây đào thất thốn hạt đây ạ. Bây giờ với cái thời đại bây giờ, bán được một cây đào này thực sự không phải là dễ. Của em là dễ là nó ở đây, các bác cùng xem cái dễ của nó. Dễ là ở đây thôi ạ. Dễ là ở cái bộ rễ này đây thôi. Đó, cái cây đào hạt này á, chuẩn của nó thì nó phải là đỏ như thế này nhá các bác nhá. Đây các bác mình ơi. Đào hạt chuẩn khi các bác cắt ra là rễ nó phải là đỏ au như thế này nhá. Đó. Đây ạ. Còn nếu mà khi mà các bác mà mua cây đào thất thốn này nhá, mà các bác cắt ra các bác thấy cái bộ rễ của nó trắng ấy, thì cái đấy là cây ghép thôi ạ. Đây, cây ghép nhá các bác nhá. Thì là nó sẽ không chuẩn ạ. Đó. Các bác có thể vào xem những cái video trước em chia sẻ đi ạ. Đó, vì sao cái cây đào hạt thất thốn này nó lại có giá hơn so với lại là những cái cây đào khác. Đây, cây này là cây 2 năm các bác nhá. Nó đã có hoa rất là nhiều như thế này rồi ạ. Đó. Hoa hiện tại là chưa hết nhá, vẫn còn nụ này các bác. Đó. Nếu như mà bác nào mà trồng cây này á, các bác muốn để mà lấy quả tự nhiên ấy, thì các bác cứ thế trồng như này thôi. Sau khi nó chút hết hoa này nó sẽ ra quả. Rồi để sau này mình nhân giống. Đó. Có rất là nhiều bác là cũng muốn nhân giống cái cây này đấy ạ. Còn nếu mà các bác muốn trồng để chơi cây cảnh các thứ thì các bác uốn chỉnh, uốn tay tán nó nhá. Có một cái điều đặc biệt như này ạ. Hai cái cây trên tay này là em đang chọn gửi cho một anh khách ở Gia Lai. Anh Huy có một cái bình luận rất là hay. Em gái miền Tây Bắc, em có nói được tiếng Gia Lai quê anh không? Nói được thì anh mới mua cây nha. Thì em xin trả lời bình luận của anh Huy là em không có nói được tiếng quê anh nha. Bởi vì là em sinh ra là người con gái miền Sơn Cước. Vì vậy là từ nhỏ em đã sống ở miền Tây Bắc và em không có biết nói tiếng Gia Lai quê anh nha. Rồi đến chính lại là em không có nói được. Không nói được nha. Rồi giờ đừng có bác nào mà hỏi em những câu hỏi khó đó nữa nha, em không có trả lời được đâu. Và em cũng có một yêu cầu ngược lại vì anh Huy là khi mà nhận được cây đào này và phải phản hồi lại em một cái cuộc gọi và nói bằng tiếng Bắc nha. Giờ không có nói tiếng Bắc là em không có chịu nha. Ý mà anh Huy ơi, nói nhỏ thôi nhá, bí mật nhá. Nhận được cây đào rồi á, nhớ comment xuống dưới video này nhá. Cảm ơn các bác, đầu xuân năm mới á, xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong năm mới. Đào Cảnh Tây Bắc rất là biết ơn với những lượt like và đăng ký kênh của các bác. Các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc ạ. Xin cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.